Xin chào quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Thanh Huy Audio. Thì ngày hôm nay thì bên mình sẽ tiếp tục bàn ra một bộ dàn âm thanh nữa về Quảng Nam. Thì chọn bộ này có giá là 49 triệu và bên mình sử dụng 4 chiếc loa của JBL. Và các bạn thấy giá rất là cao đúng không? Thì lát nữa thì chúng mình sẽ tìm hiểu xem là cái bộ dàn này nó có cái gì mà sao với chỉ 4 chiếc loa thôi mà giá của nó tới 49 triệu lận. Thì anh khách hàng này ở ngoài Quảng Nam thì sau khi mà được bên mình tư vấn cũng như là nghe thử chất âm thì anh này đã quyết định đầu tư cho mình bộ dàn nhạc sống này. Và anh này không có điều kiện để vào trong Sài Gòn để test cái dàn này, nên là đã nhờ người con của mình trực tiếp vào trong Sài Gòn để mà test cũng như là vận chuyển cái bộ cấu hình dàn âm thanh này về Quảng Nam. Thì về cấu hình của bộ dàn này thì nó có những cái điểm rất là khác. Nó sử dụng mặc dù là một cái dàn loa kẹo kéo thôi, tuy nhiên là nó sử dụng tất cả những thiết bị đều là thiết bị của dàn nhạc sống chuyên nghiệp, như là PA260, bộ mic AT-A800, một bộ mic rất mới của AT mới về năm 2020 luôn, và được trang bị tới hai cục đẩy của AT, đó là cục đẩy AT-A1002. Thì hai cục đẩy này có giá gần 10 triệu và cho chất âm rất là tốt cũng như là độ bền của sản phẩm thì rất là cao luôn. Như vậy là cái dàn này khi mà đi ra ngoài á, thì cái độ ổn định của nó rất là cao và chất âm của nó rất là tốt nha. Thì về loa thì nó sử dụng cái mẫu loa của JBL và là mẫu mới của năm 2020, mẫu lưới vuông và nhìn nó rất là chắc chắn, thùng dày hơn. Ở bên mình có test chống nước, có clip test chống nước của cái thùng loa này rồi. Thì với cái cấu hình này thì cục đẩy nó đi rất là dư công suất, sau này mình nâng cấp rất là dễ dàng, cũng như là độ ổn định rất là cao. Thì đối với những khách hàng ở xa mà chúng ta có những cái lựa chọn những cái dàn âm thanh tựa như thế này thì chúng ta đi show rất ổn định và yên tâm nha. Ngay bây giờ thì mình sẽ test thử âm thanh. Các bạn có yêu mến công ty mình thì bạn hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn chia sẻ video để tiếp tục ủng hộ cho công ty mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nước mắt phật lì, từng cơn mưa vẫn rơi nào nhẹ. Anh nói một năm đưa anh về. Mùa mưa lại đến, tôi mừng vui đón đi ngay. Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm cay. Nghĩ rằng tôi vắng anh, vì nghỉ trai còn đi giữ quê hương cho sống nổi. Bao nhiêu cơn sầu để từng đi sâu, ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, tôi còn gì đâu em, xa cách.
về đi em chẳng còn gì nữa rồi. Đời là cho ta bao nhiêu cơn sầu để từng niềm sâu ôi thương nhớ trong chiếc sầu. Tôi về đi em, về đi em một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta yêu thương ta bỏ ta chắc chưa còn gì đâu em nhắc nhớ chi cho thêm buồn còn gì đâu em thôi đừng để còn gì đâu em, còn gì đâu.